đón Tết cho các bác nghe cặp loa Bô 10.2. Rồi, mở ra cho các bác xem nhé. Hôm nay phải làm cho mặt ngửa ra để cho các bác xem cái ở dưới. Em cũng không cần hoa mỹ với cặp 10.2 nữa, bởi vì những cái dòng này thì nhiều khi không phải quảng cáo nữa rồi. Thử thì bằng đầu và bằng âm ly 7600 của VN này. Dây loa thì không còn gì để gọi là tỏ hơn. Đấy. Cặp Bô 10.2 hôm nay em về trong tình trạng là rất là đẹp. Mà lại được cái là để trùng series. Đây các bác nhìn 106 438. Đây. 106 438. Đấy. Trùng siri luôn. Đây là cặp loa cây. Dáng cây nó cao khoảng khoảng chắc tầm khoảng trên dưới 1m1. Dòng này thì nó là một trong dòng loa nghe nhạc và hát karaoke rất hay. Em nhắc lại các bác, đây là cặp Bô 10.2 nhé. 10.2. Đấy, đây này, loa nó đây để em ngồi quay cho các bác xem. Đấy. Bát đây các bạn này. Đây là cái chùm loa tép. Đấy. Đấy, zin đây các bác ơi. Origin đấy, này còn chùm series nữa. Đây ạ, các bác nhìn đi. Đấy, rất là đẹp. Đôi này thì đây đấy nhá, còn bát bên này nữa này. Đấy, cái dòng này ấy, thì các bác lưu ý giúp em là nó nghe nhạc và hát rất hay. Đấy, Bô là có những cái dòng mà gọi là 2 trong 1 hay. Nếu mà nghĩ chuẩn thì đúng là Bô là cái dòng mà có nhiều các cái dòng model 2 trong 1 nhất. Đấy, 10.2 là tiêu biểu luôn. 10.2 trên 2 thì không bằng cho các bác nhé. Không phải cái gì cứ đời sau đấy đâu. 7 Pioneer 7800, 7800 mắc đôi, tức là 25 mã thì hơn. Nhưng con này 10.2 trơn thì lại hơn 10.2 25 mã. Anh em nào chơi rồi sẽ biết. Đấy, riêng về cái chất bát của con 10.2 này thì không lẫn đi đâu được. Bát nó đánh rất là sâu. Đấy. Bát đánh sâu, uy lực. 10.2 series 2 không có tuổi luôn. Con này đánh cực kỳ uy lực. Thùng nó cũng nặng hơn, thùng nó phải nặng gấp rưỡi cái đôi series 2. Anh em nào chơi rồi xách thử sẽ biết. Em đánh thử con âm ly có khoảng 100W thôi mà con như này. Đánh tung mông luôn. Đây đang ngồi đây này. Kiểu nó này em ơi nhá. Kiểu nó thế đấy. Đôi này trùng series thì anh em không phải lăn tăn gì rồi. Màu vân rất là đẹp. Thiết kế rất là đẹp. Anh em có nhu cầu alo cho em số này nhá. Giờ trả lại nhau thế thôi. Cho đến bao giờ